Chào mừng các bạn đến với Đồng hành cùng Sao Việt Toàn năng 2014. Ngọc Hân xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng Sao Việt Toàn năng. Thưa quý vị, đêm thi Hip Hop R&B đã diễn ra vô cùng sôi nổi, kịch tính và chúng ta đã chứng kiến được những màn biểu diễn cực kỳ ấn tượng của các thí sinh. Và trong đêm thi này chúng ta cũng biết được hai thí sinh là hai diễn viên bước vào vòng chung kết của cuộc thi Sao Việt Toàn năng, đó chính là Nhật Kim Anh và Trọng Nhân. Họ sẽ thể hiện như thế nào trong đêm thi chung kết? Và tất cả quý vị khán giả ơi, hãy cùng bình chọn cho họ để họ trở thành quán quân của mùa đầu tiên chương trình Sao Việt Toàn năng. Mở đầu chung kết Sao Việt Toàn năng, ban tổ chức đã công bố thí sinh Minh Béo chính thức dừng cuộc thi và được làm giám khảo thứ tư của chương trình. Hai thí sinh Nhật Kim Anh và Trọng Nhân tiếp tục tranh tài trong hai tiết mục nhạc tự chọn và hát cùng bè bạn. Ở thể loại nhạc tự chọn, Nhật Kim Anh đã rất thông minh khi chọn cho mình bài hát về miền Tây đúng sở trường. Với chất giọng ngọt ngào cùng màn phù hòa hợp lý, tiết mục dự thi của Nhật Kim Anh đã nhận được khá nhiều lời khen từ ban giám khảo. Thí sinh Trọng Nhân với chất giọng đẹp của mình đã thể hiện khá tốt khi hòa mình vào ca khúc Một Ngày Mùa Đông, ngọt ngào và sâu lắng. Tuy nhiên, phần diễn xuất của anh cùng vũ đoàn đã tạo nhiều ý kiến trái chiều từ ban giám khảo. Ngoại hình em rất đẹp, rất là chuẩn men. Cho nên em cần phải lạ lướt hơn nữa thì mới thấy được là hòa quyện với nhóm múa. Chứ còn hồi một nhóm múa một đàn và em một nẻo. Nếu đã là trên sân khấu thì cái sự góp phần cho sự rực sáng của mình, nó quá nhiều yếu tố, không đơn thuần chỉ là giọng hát. Ở lượt thi hát cùng bạn bè với ca khúc Thần Thoại, thí sinh Nhật Kim Anh đã có sự hỗ trợ rất tốt của ca sĩ Bằng Cường khi hóa thân thành hai nhân vật là tướng quân Mông Nghị và công chúa Ngọc Thấu trong phim cổ trang cùng tên Thần Thoại. Phần dự thi của cô được ban giám khảo đánh giá là tự tin và rất có hồn, luôn tạo nhiều cảm xúc cho người nghe. Nhưng mà nghe cái ca khúc này thì tôi cũng có động lực để nhắn cho bạn một cái tin. Mặc dù tôi từ đầu chương trình giờ tôi thổ lộ thật với bạn là tôi chưa nhắn tin cho ai cả. Trong cái phần biểu diễn của em nó đã về phần nghe và phần nhìn nữa. Bạn chọn những cái bài rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng và phô diễn được cái chiều sâu trong giọng ca của bạn. Thí sinh Trọng Nhân tiếp tục phần dự thi hát cùng bạn bè của mình với ca khúc Chuyện Tình Của Tôi cùng sự hỗ trợ của Cao Mỹ Kim, thí sinh của Sao Việt Toàn năng. Vẫn với cách thể hiện được đánh giá là quá bản năng, tuy không nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo, nhưng phần dự thi của Trọng Nhân vẫn được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trường quay. Đang lúc em đang diễn, em đang rất tập trung thì em lại cười rất là tươi và em vẫy chào khán giả. Quan trọng nhất là em đã rất là thoải mái và khán giả đã rất là kêu gọi tên em, bởi cái phần biểu diễn của em nó có khả năng kích động mọi người rồi. Theo luật thi, để xác định quán quân Sao Việt Toàn năng, quyền quyết định vẫn thuộc về khán giả của chương trình. Vậy ai sẽ là quán quân Sao Việt Toàn năng mùa đầu tiên? Quý khán giả hãy nhắn tin bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp SVTN khoảng cách, mã số thí sinh và gửi về tổng đài 6589, mỗi tin nhắn là 5.000 đồng. Đêm gala và trao giải Sao Việt Toàn năng sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21:10 trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.